Từ Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, anh Tưởng Văn Quý, 35 tuổi, bắt đầu bằng nghề đầu bếp, nhưng chỉ đủ cho anh trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người. Trong một lần được chủ nhà hàng nơi mình làm cho một chú chó Phú Quốc về nuôi, anh Tưởng nhận thấy giống chó này thông minh, lại dễ nuôi nên đã nảy ra ý định mở một trang trại nuôi chó Phú Quốc. Nghĩ là làm, ban đầu với số vốn ít ỏi, khởi nghiệp tay ngang nên gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau gần 10 năm gây dựng, trang trại chó của anh mỗi năm thu về lợi nhuận từ 700 đến 800 triệu đồng. Đó là một con số anh chưa từng nghĩ tới. Đặc điểm nhận dạng của chó Phú Quốc là có xoáy lưng trên thân, lông cứng, ngắn và không thấm nước. Nhu cầu mua chó Phú Quốc ngày càng lớn, đặc biệt được nhiều khách hàng nước ngoài biết đến và tìm mua. Có người mua về trong nhà, mua về phối giống hay mua chó về để săn bắt nên giá thành cũng khác nhau, dao động từ 1 triệu đến 100 triệu đồng. Đến bây giờ, chó Phú Quốc là giống chó bản địa duy nhất sinh sống lâu năm ở Việt Nam. Nhờ có sự nỗ lực và tình yêu đối với chó của anh Tưởng Văn Quý, giờ đây chó Phú Quốc là giống chó bản địa của Việt Nam đang được thế giới công nhận và được Hiệp hội Những Người Nuôi Chó ở Việt Nam VKA đăng ký chứng minh xác nhận nguồn gốc.